Chào em. Chúng tôi đến từ ban phỏng vấn của công ty M-Style. Hôm nay công ty chúng tôi tuyển dụng vị trí trưởng phòng kinh doanh. Giới thiệu với bạn, đây là anh Thành Trung, giám đốc điều hành của công ty. Chào anh. Còn đây là chị Cẩm Dung, trưởng phòng thiết kế của công ty. Chào chị. Còn chị là Thanh Hương, giám đốc nhân sự. Mời ngồi. Cảm ơn chị. Để bắt đầu cuộc phỏng vấn, chị muốn nghe em nói đôi nét về mình. Vâng, em là Nguyễn Dung Hạnh, đã từng có 2 năm kinh nghiệm tại vị trí phụ trọng chính lân của công ty mỹ phẩm The Face Shop Việt Nam. Sau đó em chuyển sang làm cho công ty truyền thông BU với vị trí phó phòng tổ chức sự kiện trong vòng 3 năm. Với những kinh nghiệm mà em đã có thì em hy vọng mình sẽ làm tốt được những công việc cũng như dự án mà công ty giao cho. Với kinh nghiệm mà em đã có, em nghĩ nó có liên quan gì đến vị trí trưởng phòng kinh doanh mà công ty chúng tôi đang tuyển dụng? Theo em nghĩ, mỹ phẩm cũng là một phương tiện làm đẹp giống như thời trang. Với kinh nghiệm làm trưởng phòng kinh doanh đã có thì em nghĩ mình sẽ đưa ra được những chiến lược phù hợp để đem lại doanh số cao cho công ty. Mặt khác, với kinh nghiệm 3 năm trong công tác tổ chức sự kiện thì em đã tiếp xúc với nhiều show diễn thời trang khác nhau, cũng có rất nhiều mối quan hệ tốt với đối tác. Em nghĩ những điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của mình sau này. Em có thể nói cho chúng tôi biết nhiệm vụ và trách nhiệm của một trưởng phòng kinh doanh là gì? Theo em, là một trưởng phòng kinh doanh, đầu tiên là mình phải xây dựng được chiến lược phát triển cho công ty, đồng thời đảm bảo chỉ tiêu doanh thu đề ra. Thứ hai là mình phải đàm phán ký kết hợp đồng kinh tế với khách hàng, đồng thời phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng. Thứ ba là quản lý và điều hành trực tiếp công việc của từng nhân viên thuộc phòng kinh doanh. Thứ tư là phối hợp với phòng nhân sự trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân viên. Và cuối cùng là phải chịu trách nhiệm báo cáo trước giám đốc về hoạt động và hiệu quả của phòng kinh doanh. Vậy, trong khoảng thời gian làm việc vừa qua, em thấy đâu là thành công rực rỡ nhất của mình? Em nhớ cách đây một năm thì công ty truyền thông VU đã nhận tổ chức show diễn thời trang kỷ niệm 30 năm thành lập hãng áo cưới My Love. Với sự kiện này, bên cạnh sự góp mặt của các người mẫu nổi tiếng thì chúng em cũng đã mời đến đây 30 cặp tình nhân đã đăng ký kết hôn tại thành phố Hà Nội, khoác lên mình bộ trang phục của My Love bước lên sân khấu để chia sẻ niềm hạnh phúc của mình. Với phương châm là tất cả các cô dâu với bất kỳ dáng người nào đều đẹp trong trang phục của My Love thì cái sự kiện đó đã gây một tiếng vang khá lớn trong thời trang lúc bấy giờ. Và em nghĩ đây là sự kiện mà đáng nhớ nhất trong khoảng thời gian mà em tổ chức sự kiện tại công ty VU. Chị cũng có nghe nói về show diễn thời trang đó và chị rất bất ngờ khi em là một trong những người tổ chức sự kiện này. Nhưng mà công việc đang thành công như vậy, tại sao em lại từ bỏ? Thật ra thì thời trang là đam mê từ nhỏ của em. Em vẫn luôn muốn mình có một cơ hội để có thể thử sức trong lĩnh vực này. Với những kinh nghiệm đã có cũng như sự thành công của show diễn My Love vừa rồi, nó đã tạo động lực cho em rất nhiều để em có thể thử sức trong cái lĩnh vực đam mê đó. Mặt khác thì em cũng vừa mới kết hôn vào cuối đầu năm ngoái. Chồng của em hiện tại đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, cho nên em cũng muốn chuyển công tác của mình vào đây, một mặt để chăm sóc gia đình, một mặt để theo đuổi những ước mơ của mình và nộp đơn đăng ký vào vị trí trưởng phòng kinh doanh của công ty M-Style. Em nghĩ là một quyết định hết sức đúng đắn của bản thân. Em nói em yêu thích thời trang, vậy em có thể cho chị biết thời trang là gì không? Có rất nhiều định nghĩa về thời trang, nhưng theo bản thân em, thời trang là mặc trang phục theo thời. Không phải là bạn mặc quá đẹp mới được gọi là thời trang, không phải bạn mặc quá sành điệu mới được gọi là thời trang. Chỉ cần bạn mặc trang phục đó toát lên cái cá tính của bạn, khiến các bạn tự tin trong trang phục này thì đó cũng được gọi là thời trang. Trên tay chị đang cầm là những mẫu thiết kế trong bộ sưu tập vừa mới ra mắt gần đây trên thị trường Mỹ. Em có biết gì về nó không? Em có biết gì không? Theo em biết thì đây đúng là những mẫu thiết kế mới được ra mắt tại thị trường Mỹ vừa rồi. Và nếu như em không nhầm thì nó nằm trong bộ sưu tập hè thu mới được ra mắt cách đây 3 tháng của chính công ty M-Style do nhà thiết kế Tony Hiếu vừa thiết kế. Có vẻ như em đã tìm hiểu khá kỹ về công ty chúng tôi. Bây giờ anh có một tình huống dành cho em. Có một khách hàng lâu nay vẫn làm việc với một nhân viên trong phòng kinh doanh của em. Nhưng thời gian gần đây, khách hàng đó lại ký hợp đồng với một nhân viên khác ở cùng phòng, dẫn đến việc mâu thuẫn tranh giành khách hàng giữa hai nhân viên này. Vậy, em sẽ xử lý tình huống đó như thế nào? Trong tình huống này thì em sẽ giải quyết như sau. Đầu tiên thì để tránh chậm trễ đơn đặt hàng này, em sẽ chuyển nó cho một nhân viên khác trong phòng được phụ trách.
Thứ hai thì em sẽ gặp riêng hai người nhân viên kia, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra cách giải quyết phù hợp. Và cuối cùng em sẽ tổ chức một cuộc họp nội bộ của phòng kinh doanh, phân chia lại cụ thể từng mảng thị trường mà mỗi người nắm giữ để tránh xảy ra sự chồng chéo, gây mất đoàn kết nội bộ và dẫn đến sự cố như trên. Nếu như trong lúc đang làm việc với một khách hàng trong phòng, cùng lúc đó có một cuộc điện thoại của một khách hàng khác gọi đến, và trong lúc này sếp đi vào và đưa cho em một tập hồ sơ yêu cầu em giải quyết gấp, vậy em sẽ chọn xử lý việc nào trước? Làm việc với khách hàng hiện tại, giải quyết hồ sơ của sếp hay trả lời điện thoại của khách hàng gọi tới? Trong tình huống này thì em sẽ chọn phương án là tiếp tục nói chuyện với người khách đang có mặt ở trong phòng, bởi vì cuộc điện thoại đó em có thể chuyển sang cho phó phòng nghe để phó phòng có thể thay mặt em giải quyết công việc. Còn tập hồ sơ của sếp thì mặc dù có gấp nhưng không phải là lấy ngay lập tức, cho nên em có thể xử lý nó ngay sau khi nói chuyện với người khách hàng này xong, bởi vì phương châm vẫn là khách hàng là thượng đế. Anh có một câu hỏi muốn hỏi em. Bộ sưu tập sắp tới còn một nguyên liệu rất hiếm trên thị trường Việt Nam, thì có một người sẵn sàng cung cấp nhưng giấy tờ nhập khẩu không hề có. Công ty muốn em nhập lậu lô hàng này để kịp bộ sưu tập sắp tới, mình có làm hay không? Trong trường hợp này, em sẽ không nhập lậu lô hàng đó. Bởi vì Amstyle là một công ty lớn, nếu như việc này bị vỡ lỡ thì doanh thu của công ty sẽ hoàn toàn sụp đổ. Chi phí để giải quyết vấn đề này là lớn hơn rất nhiều lần so với lô hàng nguyên liệu kia. Thay vào đó, em sẽ cố gắng tìm một nhà cung cấp khác. Nếu như không có thì em sẽ bàn bạc lại với bộ phận sản xuất để tìm một nguyên liệu khác thay thế cho bộ sưu tập này. Với chức vụ này, công ty sẽ trả cho em với mức lương là 20 triệu đồng một tháng. Em có đồng ý không? Đối với em thì 20 triệu là một con số không nhỏ, nhưng mà với vị trí là trưởng phòng kinh doanh cũng như là những khối lượng công việc mà sau này em phải đảm nhiệm thì em muốn đề nghị với công ty mức lương là 25 triệu ạ. Được rồi, chúng tôi sẽ xem xét mức lương mà em đã đề nghị. Em có còn gì thắc mắc nữa hay không? Em có một câu hỏi muốn hỏi các anh chị là theo được biết thì công ty Amstyle trước giờ vẫn theo đuổi dòng thời trang cao cấp. Nếu em được là trưởng phòng kinh doanh, em muốn mở rộng thị trường sang những người có thu nhập thấp hơn, bởi vì thời buổi hiện nay thì kinh tế cũng khá là khó khăn, thì công ty có chấp nhận cái chiến lược của em như vậy không ạ? Việc mở rộng thị trường là một vấn đề khá lớn. Chúng tôi cần có một cuộc họp để xem xét, bàn bạc và đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu như chiến lược đó khả thi thì chắc chắn chúng tôi sẽ đồng ý. Cuộc phỏng vấn đến đây là kết thúc. Cảm ơn em. Chúng tôi sẽ xem xét và thông báo sớm nhất đến cho em. Có gì chúng ta sẽ liên lạc sau.